đến rồi. Hãy cùng hòa mình vào thế giới đồ chơi mô hình Lego City thôi nào. Đây là nhà giữ trẻ vui nhộn với đầy đủ đồ dùng cho các bé vừa học vừa chơi thỏa thích. Còn đây là tiệm kem ngọt ngào với 10 phụ kiện đi kem và thật nhiều vị kem cho chúng mình tha hồ lựa chọn. Cuối cùng là bộ phòng ngủ với giường tân, tủ đầu giường và nhiều chi tiết khác. Tuyệt vời quá đi thôi. Tết này khuyến mãi lên đến 25%. Quá đã, hãy mua ngay.